Dạ vâng, số bên em lại xin chào toàn thể các bác. Thì nội dung của video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới các bác về ba cái mẫu máng cho ngăn si rô đường mà cơ sở bên em đang kinh doanh. Thì đi chi tiết về từng cái mẫu máng để cho các bác cùng nắm bắt được này. Đầu tiên là về cái mẫu máng mỏ vịt các bác nhé. Cái mẫu máng mỏ vịt này thì nó là cái mẫu máng chảy ra là ba đường, đấy ba đường chính này. Nguyên liệu để làm nên chiếc máng này thì được làm bằng nhựa, đấy rất là cứng và dẻo, đấy phù hợp đối với các bác khi các bác sử dụng cho ong ăn hoặc là uống trực tiếp ở trong cái thùng nuôi ong. Về cái mẫu máng này thì ở đây nó sẽ có một cái gen này, gen xoáy nha các bác nhé. Đấy, gen xoáy thì các bác thường thường là các bác sử dụng cái chai đông mật ong ấy, cái chai 1 lít. Đấy thì các bác sử dụng trực tiếp vào cái chai 1 lít đấy thì nó vừa với kích thước của thùng nuôi ong lội nha. Đấy các bác cho ong ăn uống ở bên trong các bác đậy lắp vào. Về cái mẫu máng này, ưu điểm về mùa hè ấy, thì ưu điểm về mùa hè thì các bác sử dụng cho ong uống nước trực tiếp được ở trong thùng. Đấy, tránh cái tình trạng mà cái con ong nó phải đi kiếm cái nguồn nước xa. Đấy, cái thứ nhất là con ong rừng nó bắt, cái thứ hai là côn trùng và cái thứ ba nữa là nó thất thoát đàn ong của các bác rất là nhiều. Đấy, khi các bác sử dụng cái mẫu máng này thì ưu điểm của nó thì tránh thất thoát đàn ong này. Cái thứ hai nữa là các bác sử dụng trực tiếp được ở trong thùng nuôi ong, nó rất là tiện các bác nhé. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới các bác là về cái mẫu máng gác cầu. Đấy, mẫu máng này thì hiện tại bên cơ sở lại mới nhập từ công ty về được một lô rất là nhiều, được gần 1 vạn cơ. Đấy thì cũng được sự tin tưởng ủng hộ các bác thì thời gian vừa qua thì các bác sử dụng cái mẫu máng gác cầu này rất là nhiều. Về cái mẫu máng này thì nó sẽ gồm hai ngăn chính, một là cái ngăn nhiều để nhiều bên ngoài và hai là cái ngăn ít. Về cái dung lượng thì nó rơi vào tầm khoảng gần 1 lít các bác nhé. Đấy các bác để si rô đường hoặc là nước cho ông uống thì nó gần 1 lít. Đấy, cái tiện lợi của cái máng này là các bác gác trực tiếp lên cái xà cầu. Đấy, ví dụ các bác nuôi thùng ong 5 cầu chẳng hạn thì nó vẫn có thừa khoảng trống để các bác sử dụng lốt cái xà cầu như thế này. Về cái này thì kích thước tiêu chuẩn nhập từ công ty về thì nó là dành cho ong ngoại. Đấy thì đối với các bác mà nuôi ong lội thì các bác có thể là tham khảo các bác cắt rốn đi, rốn bớt đi. Đấy, mỗi bên một chút đi thì nó còn tầm khoảng 42 phân thì các bác vẫn gác được lên cầu nha. Cắt ngắn đi một chút thì nó cũng rất là khỏe. Về cái máng này nữa, ưu điểm nữa là nó rất là dẻo này các bác này. Đấy, rất là dẻo thì ví dụ có bị rơi va quẹt vào đâu thì cái máng này nó sẽ không bị vỡ các bác nhá. Về cái mẫu máng này thì giá cả của nó cũng rất là rẻ thôi, nó chỉ hơn 10.000 đồng một chút thôi là các bác có thể là sử dụng được cái mẫu máng gác cầu này. Đấy. Đây là những cái bỏ em bỏ ra làm mẫu, các bác có thể thấy là hàng nhập từ công ty về nó theo lô, nó rất là đều nhau và rất là đẹp như thế này. Đấy, các bác có thể tham khảo này. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới các bác là về cái mẫu máng cuối cùng. Cái mẫu máng cuối cùng là cái mẫu máng thủ công. Cái mẫu máng này thì cũng được công ty sản xuất ra nhưng mà giá cả của nó rất là rẻ thì gọi là cái mẫu máng thủ công. Đấy, cái hàng này thì đựng được 1 lít cho các bác nhé. Đối với cái này thì nó là cái nhựa tối màu, nó rất là cứng. Đấy, hàng này va quẹt vào đâu thì không sợ vỡ. Cái này thì cách thức sử dụng của nó thì nó sẽ để dưới cái gầm cầu. Đấy, để dưới cái cuối cùng của thùng ong, chỗ cái miếng ghép ấy. Đấy, gọi là cái đáy ấy, thì con ong nó sẽ bò lên và nó ăn. Cái lần này thì bên cơ sở là sẽ đặt cái máng này nó rộng ra một chút này, còn cái chiều cao này nó sẽ thấp xuống để tránh cái tình trạng mà ong nó xuống ăn nó không bò được lên. Đấy, và những cái rạch này để chân con ong nó bám, ví dụ nó ngã xuống này nó bơi vào dề đây nó bò lên này. Đấy, các bác có thể thấy là rạch này nhá, nó mà cái rạch mà có kiểu như là ma sát ấy. Đấy, rất là tiện lợi để tránh cái tình trạng ong nó chết ngạt ở bên dưới. Một video thì cũng xin tổng hợp tới các bác cũng như là giới thiệu về ba cái mẫu máng cho ong ăn hiện tại là được cơ sở bán nhiều nhất cũng như là các bác tin tưởng sử dụng nhiều nhất ở cái đợt lần này. Đấy, đối với bác nào mà có nhu cầu về cái mẫu máng cho ong ăn này hoặc là cho ong uống nước này thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua cái số điện thoại em để dưới tiêu đề. Còn hàng thì bên cơ sở em là sẽ gửi hàng toàn quốc, đâm ra là các bác yên tâm. Đối với các bác ở miền Nam, miền Trung hoặc là miền Bắc, các bác muốn đặt hàng thì các bác gọi điện trực tiếp vào cái số điện thoại em để dưới tiêu đề. Bên cơ sở em là sẽ có nhân viên lên đơn gửi cho các bác. Đối với các bác ở khu vực miền Nam ấy thì tầm khoảng 3-4 ngày là các bác nhận được hàng. Còn các bác ở miền Bắc hoặc là miền Trung thì chỉ 1-2 ngày là các bác nhận được hàng thôi. Đấy, một video thì em cũng xin giới thiệu tới các bác về cái mẫu máng đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.